đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Văn Toàn chạm mốc lịch sử tại cây lịch tù. Đội tuyển nữ Việt Nam lên đường tập huấn tại Đức. Huỳnh Như tạm chia tay. Tuyển Việt Nam gặp khó khi Indonesia triệu tập 7 cầu thủ nhập tịch. Hà Nội FC hạ Đại Gia Nam Định, tiền chưa mua được đẳng cấp. Văn Toàn chạm mốc lịch sử tại cây lịch. Nguyễn Văn Toàn vừa trở thành cầu thủ Việt Nam sở hữu nhiều phút thi đấu nhất tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc với 410 phút. Chiều ngày 4 tháng 6 theo giờ Hà Nội, cựu tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đá chính trong thất bại 1-2 của Seoul Airlines trước Busan Ipark ở vòng 15 cây lịch tù. Anh bị rút ra sớm đầu hiệp 2, song từng ấy đóng góp là đủ để chạm mốc lịch sử khi chơi bóng ở Hàn Quốc. Châu Su sinh năm 1996 vượt qua Nguyễn Công Phượng với 410 phút ra sân cho Incheon United, trở thành cầu thủ Việt Nam có nhiều phút thi đấu nhất tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc. Tới thời điểm này, Văn Toàn cán mốc 11 trận chính thức khoác áo Seoul Airlines, trong đó có 9 trận tại K-League. Cầu thủ 25 tuổi ghi dấu ấn khi thi đấu tích cực, hoạt động rộng, thường xuyên lùi sâu, tham gia phòng ngự mỗi khi được trao cơ hội và đóng góp một kiến tạo tại FA Cup Hàn Quốc. Chơi ấn tượng trong những trận đấu gần đây, Văn Toàn tiếp tục được trao suất đá chính khi mà Seoul Airlines tiếp đón một Busan Ipark đang trong nhóm cạnh tranh suất thăng hạng trên sân nhà. Văn Toàn được bố trí đá cánh trái hàng tiền vệ 5 người, dù anh rất nỗ lực, song trước một hàng thủ mạnh và chơi tập trung, Văn Toàn không có pha xử lý nào đáng chú ý cả. Anh bị phong tỏa khá chặt trong suốt 45 phút góp mặt ở trên sân. Phút 38, đối khách vượt lên dẫn trước do công của Kim Chan. Tuy nhiên, Seoul Airlines có bàn thắng săn bằng cách biệt ở đầu hiệp 2 sau tình huống dứt điểm hiểm hóc của Lee Se-hun. Trước đó, Văn Toàn đã rời sân sau hiệp 1. Thế trận giằng co tới phút 77, Busan Ipark thực hiện pha phản công nhanh và chuẩn xác. Park Jung-in thoát xuống, tung cú dứt điểm trực diện lòng tung lưới đội chủ nhà. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. 3 điểm có được giúp cho Busan tạm thời vươn lên chiếm đỉnh bảng K-League với 29 điểm sau 15 trận. Trong khi đó, đội bóng của Văn Toàn dậm chân ở vị trí thứ 8 với 20 điểm. Đội tuyển nữ Việt Nam lên đường tập huấn tại Đức, Huỳnh Như tạm chia tay. Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã chốt danh sách 28 cầu thủ tập huấn ở Đức và Ba Lan từ ngày 5 tháng 6, trong đó tiền đạo Huỳnh Như không thể đi cùng ngự từ ban đầu. Huỳnh Như có lịch làm việc với câu lạc bộ Lan FC để gia hạn hợp đồng. Nhiều khả năng cô sẽ tiếp tục thi đấu cho đội bóng đá nữ ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha thêm một mùa giải nữa. Do đó Huỳnh Như cần có mặt trực tiếp để giải quyết xong quá trình. Sau khi làm việc với câu lạc bộ Lan ở Bồ Đào Nha, tiền đạo tuyển nữ Việt Nam sẽ bay sang Đức hội quân với các đồng đội. Cô sẽ tập luyện và thi đấu giao hữu, sau đó cùng đội di chuyển sang Ba Lan trong giai đoạn cuối của đợt tập huấn châu Âu. Chiều ngày 4 tháng 6, ông Mai Đức Chung đã chốt danh sách 28 cầu thủ tập huấn ở đợt này để hướng đến World Cup bóng đá nữ 2023. 5 cái tên bị loại là Trần Thị Thu Xuân, Cụ Thị Huỳnh Như, Ngô Thị Hồng Nhung, Lê Thị Thùy Trang và Đinh Thị Thùy Dung. Theo lịch di chuyển, tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường vào sáng ngày 5 tháng 6 từ sân bay Nội Bài để đến sân bay Frankfurt. Đây là chuyến tập huấn quan trọng để tuyển nữ Việt Nam có cơ hội thi đấu với các đội tại châu Âu. Trước khi đi châu Âu, tuyển nữ Việt Nam có một số trận đấu tập ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chiều 3 tháng 6, họ thắng Đại sứ quán Mỹ 3-1. Các bàn thắng của tuyển nữ được ghi bởi Huỳnh Như, Thúy Hằng và Tuyết Ngân. Chiều ngày 2 tháng 6, họ thắng đội lão tướng Seoul SEA Games 2003 cùng với tỷ số 3-1. Đội tuyển Việt Nam gặp khó khi Indonesia triệu tập tới 7 cầu thủ nhập tịch. Tuyển Indonesia dự kiến sẽ đá với Argentina bằng 7 ngôi sao nhập tịch và chính những cầu thủ này hoàn toàn có thể sẽ chạm trán với tuyển Việt Nam ở vòng chung kết của Asian Cup. Trong dịp FIFA Day tháng 6 này, tuyển Indonesia sẽ có 2 trận đấu giao hữu gặp tuyển Palestine ngày 14 tháng 6 và Argentina ngày 19 tháng 6. Để chuẩn bị cho 2 cuộc chiến này, ông Shin Tae-yong vừa triệu tập danh sách gồm 26 tuyển thủ, trong đó đáng chú ý là sự có mặt của 7 ngôi sao nhập tịch. Những cầu thủ này bao gồm Ivan Zener, Rafael Struik, Jordi Amat, Sandy Wood, Senna Patinama, Stefano Lillipalli và Mark Klok. Danh sách cầu thủ nhập tịch nói trên chỉ có duy nhất Stefano Lillipalli là người từng khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia với 29 lần, trong khi đó có cả 6 lần còn lại đều là những gương mặt mới chưa từng khoác áo đội tuyển xứ vạn đảo. Những cầu thủ nói trên trưởng thành từ Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, những quốc gia có nền bóng đá mạnh nhất châu Âu. Nổi bật phải kể tới Jordi Amat, trung vệ từng thi đấu cho đội trẻ của Espanyol, hay 2 cầu thủ là Ivan Zener và Senna Patinama từng đá cho đội trẻ của Ajax. Theo huyền thoại của làng bóng đá Indonesia Nui Alim thì những ngôi sao nhập tịch này có thể giúp tăng cường đáng kể cho sức mạnh của tuyển Indonesia. Hứa hẹn sẽ tạo nên sự phối hợp hiệu quả của các cầu thủ bản địa. Đặc biệt do sở hữu nhiều cầu thủ từng trưởng thành từ châu Âu nên tuyển Indonesia được kỳ vọng sẽ ngày càng phát triển theo phong cách của bóng đá hiện đại.
Những cầu thủ nhập tịch vừa được triệu tập thì tất nhiên không chỉ nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Palestine và Argentina trong tháng 6 này, mà còn là cả những giải đấu sau đó nếu như họ có được sự hòa nhập tốt. Nhập tịch thì vẫn là một trong những chiến lược dài hơi của tuyển Indonesia và lần này, số lượng các ngôi sao nhập tịch được ông Shin Tae-yong triệu tập cũng đã tăng lên đáng kể. Đáng lưu ý, Indonesia cũng chính là đối thủ cùng bảng với tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023 ở bảng D cùng hai đội còn lại gồm Nhật Bản và Iraq. Nếu như tuyển Indonesia thực sự trở nên mạnh mẽ hơn sau khi bổ sung một loạt các ngôi sao nhập tịch, đây hứa hẹn sẽ là đối thủ có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam khi mà hai đội phải chạm trán tại Asian Cup 2023. Cách đây không lâu, lứa U22 Indonesia đã vượt qua Việt Nam ở bán kết của SEA Games 32. Chắc chắn là ông Châu Siêu sẽ phải nghiên cứu rất kỹ về đối thủ và có sự chuẩn bị thật tốt trước thềm giải đấu dành cho đội tuyển quốc gia ở cấp độ châu lục vốn được đánh giá là rất khó khăn và khốc liệt. Hà Nội FC hạ Đại Gia Nam Định, tiền chưa mua được đẳng cấp. Nam Định FC đã có trận đấu thất vọng trước Hà Nội FC và thua 0-1. Cả Hà Nội FC và Nam Định đều trải qua chuỗi 4 trận không biết chiến thắng. Hà Nội FC thua 2 và hòa 2, Nam Định hòa 3 và thua 1. Do đó hai đội có mục tiêu giành 3 điểm trong cuộc đối đầu ở sân hàng đẫy. Hà Nội FC thiếu đi Văn Quyết và Hùng Dũng, kèm theo phong độ sa sút là cơ hội để Nam Định có được 3 điểm. Tuy nhiên đội khách thi đấu không có gì đáng chú ý trong tấn công. Phần lớn thời gian hiệp 1 thì bóng chủ yếu lăn ở giữa sân. Hà Nội FC thiếu đi một số trụ cột nhưng chơi ấn tượng hơn nhờ sự nỗ lực của Tuấn Hải và Việt Anh. Đến phút 42, Hà Nội mở tỷ số nhờ pha lập công của Tuấn Hải. Từ tình huống phạt góc, Tuấn Hải đánh đầu đội tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh. Nam Định được đầu tư với số tiền lớn để mua nhiều ngôi sao nhưng lối chơi của họ không thuyết phục. Dàn cầu thủ chất lượng của đội khách thi đấu nhiều thiếu lửa và không có nhiều pha bóng uy hiếp đối thủ. Đến phút 90+3, Hữu Tuấn ghi bàn vào lưới của Hà Nội nhưng trọng tài lại bắt việt vị. Chung cuộc Nam Định thua Hà Nội FC 0-1. Hà Nội FC chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng. Họ đang có 15 điểm nên nguy cơ bị các đội phía sau bắt kịp trong cuộc đua vào top 8. Cân nhắc là cổ động viên Nam Định bắt đầu cảm thấy không hài lòng với sự thể hiện của đội nhà. Lý do đội bóng này được đầu tư lớn, mua nhiều cầu thủ chất lượng nhưng thành tích là chưa tốt. Có thể nói là tiền chưa mua được đẳng cấp cho Nam Định FC, ít nhất là cách chơi không có được sự máu lửa và tinh thần thi đấu mạnh mẽ như các mùa giải trước.